Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Phong có dịp tới vườn nhà anh Minh ở Mỹ Hà, Nam Định. Anh có rất nhiều những tác phẩm mẫu đơn rất là chất lượng, ví dụ như cam mà. Đây, trước mặt quý vị đây là một tác phẩm Mỹ cam. Mỹ cam rất là khủng luôn ạ. Đây Phong đứng cây này tầm cao của nó rơi vào khoảng 2,5 mét. Cây này 2,5 mét. Vành gốc của nó, đường kính vành gốc cây này là 40. Phát thân 1,2 mét. Đến đoạn đây tính, nếu tính đoạn đây là phải đứng trung bình khoảng tầm 1,4 mét. Nếu tính đoạn đây nó phải rơi vào 1,8 mét. Nhưng mà không sẽ tính cái đoạn này, tính trung bình khoảng 1,4 mét. Đấy, mỹ cam hoa rất là đẹp, hoa to. Rất là chất lượng đấy, rất rất nhiều những tác phẩm mỹ cam. Bên bên cạnh đây cũng là mỹ cam quý vị. Và những cây thoát thân đẹp, tán tròn bo. Hàng mỹ cam bây giờ trên thị trường những cây như này cũng rất là hiếm. Thực sự rất hiếm, thì anh em đã phải đi tìm tòi rồi đi ấy rất là lâu mới sở hữu được những tác phẩm như thế này. Hoa rất là bền to mà màu cực kỳ đẹp luôn. Rất rất nhiều. Và bên cạnh đây là một tác phẩm đỏ đặc ta. Rất là già. Quá già ấy. Cây đỏ này mà nó nở phát thì bung lụa gái thì nhìn đã lắm. Đây chuẩn bị Tết này, cây này khả năng Tết, đúng Tết luôn này. Tết thì bao giờ, nhưng mà canh là đúng Tết là hơi khó đây, mà cây này khả năng đúng Tết. Cây này là chính xác là bao nhiêu thì giao lưu à anh Minh? 130 triệu. Cái bệ cây này cả đời người với dòng cây này. Cây này là tính tuổi của nó thì nó ngang ngửa với anh em mình gì đấy nha. Yeah. Cây đúng là thật, tuổi thọ nó bằng tuổi người đấy, không kém đâu. 130 triệu tác phẩm mẫu đơn đỏ à, cổ xưa. Rất rất nhiều những tác phẩm. À, tiếp theo là những tác phẩm vàng hường. Ngày xưa mình cứ nghĩ là vàng hường là do vàng ta nó đột biến thành vàng hường, nhưng có phải không, hay là không phải? Hay là vàng này nó lại... cái này là nó, cái này đấy là vàng hường luôn. Không, con này vừa ghép sọc vừa ghép đấy. Con này vừa sọc vừa hường đỏ xanh, con kia là hường đỏ rồi. À, đấy hường à? Đấy, con hường đỏ. Không nhìn giống cam. Hường đợt đỏ.
nhặt cỏ sạch sẽ đi xong là chăm nó đi thì cây thì nó đẹp. Trứng gà, có phần trứng gà. Quá chất lượng. Quá tuyệt vời. Dòng cam nhìn vẫn đã mắt. Đọt hoa. Quá tuyệt vời. Rất nhiều những tác phẩm có chất lượng quý vị ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Lưu Nhất Phong gửi đến quý vị và các bạn những tác phẩm hoa mẫu đơn rất là chất lượng. Quý vị thấy video này hay, hãy share đăng ký để ủng hộ Phong. Phong có nhiều động lực để quay gửi đến quý vị những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.